Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Top Game Online. Và hôm nay thì cậu Vàng sẽ mang đến cho anh em một cái video độc quyền trải nghiệm tựa game mobile Tinh Vân Kiếm của nhà phát hành Funtap. Cái game này nó sẽ ra mắt trong thời gian sắp tới và cậu Vàng là một người may mắn có cơ hội được trải nghiệm độc quyền tựa game này trước anh em. Đấy, rất là hay. Bây giờ thì chúng không phải nói nhiều nữa, bây giờ chúng ta sẽ vào game và chơi thử. Con Tinh Vân Kiếm này đã được Funtap giới thiệu ở trong cái buổi Funtap Festival lần trước rồi, cũng mới đây thôi. Thì cũng được rất là nhiều bạn mong chờ. Thì hôm nay thì mình sẽ trải nghiệm con game này. Đấy. Và mình đang trải nghiệm bằng điện thoại Android nha anh em. Mình đang chơi bằng trên Android. Ok, bây giờ mình đã vào game và thật ra cái tài khoản này là tài khoản mình đi mượn. Và nó cũng level cũng khá là cao rồi. Anh em thấy là nó đang level tận 240 mấy rồi cơ. Và đây các bạn thấy là game này thì nó sẽ đây anh em nhìn này, nó sẽ là một cái game 2.5D, đồ họa cũng khá là đẹp. Mình xem có chỉnh cấu hình được không, mình đang chơi bằng điện thoại. Nhìn chung là cũng khá là mượt. Wow, nhiều tính năng quá anh em ạ. Ui sồi ôi, đây mình sẽ vào phần cài đặt này. Xem có cấu hình không. Tự voi chat ẩn ngoại hình. Như vậy là game này nó sẽ tự thiết lập cấu hình. Tức là các bạn sẽ không phải chỉnh cấu hình gì cả, nó sẽ tự động thiết lập cấu hình phù hợp với cái máy của các bạn. Đó. Đấy, cũng như các cái game nhập vai khác thì chúng ta sẽ có những cái tính năng nhiệm vụ để đi làm, để cấy cuốc. Và mình sẽ thử đi làm nhiệm vụ đánh xem mà, thử xem các phần hiệu ứng kỹ năng các thứ là xem nó ngon ghẻ hay không. Nhưng mà con thú cưỡi ngầu phết. Rồi mình sẽ đến Long Cung Đông Hải. Con này có một cái hay, đó là lúc mà các bạn vào game thì nó sẽ tải thêm dung lượng nha. Tức là ban đầu mình tải về thì nó cũng khá là nhẹ thôi, nhưng mà đến lúc vào chơi game thì nó sẽ tải dần dung lượng ấy. Mình nghĩ đấy cũng là một cách rất là hay hiện nay. Tức là không anh lúc tức là ban đầu anh em chơi thì sẽ không tốn quá nhiều thời gian để chơi ấy, thì không có thời gian để tải game, mà chúng ta sẽ vừa chơi vừa tải game cũng khá là ok. Rồi bây giờ thì đẹp phết, cái gì đùa đâu, nhìn đồ họa cũng ok, rất là ok luôn. Mình đi đây, mình tôi bay nhanh đi cho nhanh, bây giờ mà kiểu chạy bộ cũng khá là lâu, thấy là cũng khá là nhiều map đấy. Cứ đến một map nào đó thì nó sẽ game sẽ tự động tải thêm dung lượng của cái map đó. Khá là hay, cũng được đó. Xong rồi tải thì nó cũng khá là nhanh thôi. Uầy, anh em nhìn quả kỹ hậu kỹ năng không, nhìn đẹp dã man luôn, còn biến hình này. Hoàn thành nhiệm vụ này, nhận thưởng phần. Đấy, các bạn nhìn mình đánh này. Đấy, hiệu ứng kỹ năng các thứ rất là đẹp luôn. Mặc dù đây là game 2.5D thôi, đẹp của nó đấy. Đấy, anh em có thể nhìn qua cái phần hiệu ứng kỹ năng của con nhân vật của con game này, nhìn cũng được, cũng đẹp, nói chung là cũng khá là ấn tượng. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi tìm hiểu một các tính năng của game này nhá. Có nick level cao thì nó cũng khá là tiện, bởi vì nó sẽ mở hết các kỹ năng ra. Mình sẽ đến phần nhân vật này, ngó cái phần nhân vật thì chúng ta sẽ có cái phần trang bị này, nó cũng được chia phẩm cấp giống các game nhập vai khác thôi. Tức là các bạn sẽ có một những cái bộ trang bị nó chia theo phẩm cấp của nhân vật đó. Đồ tím, đồ xanh, đồ vàng gì đó này nọ đó. Ở đây mình đang có một cái đồ tím, đâu toàn đồ xanh thôi. Ngoài ra thì có cả đồ thời trang nữa đó, thời trang phổ dân các thứ. Đó, ở đây chúng ta sẽ có phần thêm cả phần linh khí này, thuộc tính nhân vật này. Và các bạn thấy là game rất nhân vật rất nhiều thuộc tính, như là máu, công thủ, chính xác, né, bạo, bền, nó rất nhiều.
danh hiệu. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ đến phần kỹ năng của nhân vật. Wow, rất nhiều nha. Nâng cấp nhanh. Để nâng cấp nhanh cho nhân vật của mình. Đó, nhân vật của mình thì về cơ bản thì nó sẽ chỉ có 4 kỹ năng chính này thôi. Và sau này có thể nâng cấp lên. Đấy. Có cả thần thú này. Kích hoạt. Đấy, kích hoạt thần thú thử xem nào. Kích hoạt tiếp. Rồi, con gì đây? Kích hoạt thần thú sẽ tăng lực chiến rất là nhiều này. Đó, chúng ta sẽ có phần chiến hồn này. Đó, rất nhiều tính năng luôn. Học lên thì tăng lực chiến. Nói chung là sẽ có rất nhiều cái để các bạn nâng lực chiến cho nhân vật của mình. Huyết mạch cộng điểm như kiểu skin LOL vậy. Chúng ta sẽ có 3 đường. Đó là ma đạo, tiên đạo và Phật tông. Mỗi đường thì nó sẽ có một cái ưu điểm khác nhau. Như là ma đạo thiên về PvP. Và tiên đạo thì thiên về PvE, tức là đi phó bản các thứ á. Phật tông thì thiên về kiểu phòng thủ, dành cho ông nào mà thích kiểu chơi chơi tank. Đó, ví dụ mình ở đây mình thì chỉ thích chơi ma đạo thì mình có thể cộng điểm này. Và nó sẽ cộng điểm theo dạng cây. Đó, khi đủ điểm thì sẽ được tăng hồi giữa. Tăng tỷ lệ bạo này. Này là tăng cái gì đây? Đó, các bạn có thể cộng điểm cho nhân vật của mình. Này là tăng cái gì? Tăng né à? Không cần né lắm. Đó, cái này ngon này. À, vẫn phải tăng. Cái gì đây? Bản thân tăng thêm 4 điểm trăm, 400 điểm công. Ok. Đấy, các bạn có thể cộng điểm nhân vật. Nó rất là hay, như kiểu LOL ấy. Tăng điểm. Đấy, thằng. À, cái này tính năng này rất là hay nha. Huyết mạch này rất là hay nha. Đó, hết điểm rồi thì mình lưu vào. Thực ra chúng ta sẽ có một tính năng là mộ kiếm nữa. Tăng luôn. Sẽ tăng rất là nhiều chỉ số. Ta sẽ có phần chuyển chức. Đó. Mình không biết là điều kiện chuyển chức là gì. Nhưng mà game sẽ có tính năng chuyển chức nha. Đó, bây giờ thì mình sẽ đi đến một cái thử một cái tính năng khác xem nào. Tính năng rèn đi. Ở đây thì các bạn có thể cường hóa trang bị nhân vật của mình này. Đó, cộng nó lên. Cái này nó sẽ cộng theo cấp nhân vật. Tinh luyện thì cần đá. Nó đây là cộng đồ lên này. Và nó không có tỷ lệ xịt. Mình thấy là không. À, có tỷ lệ mắt biển sao ấy, có tỷ lệ xịt nhá. Như vậy là sẽ có tỷ lệ càng lên cao thì cộng càng khó này. 80% này. Đó, mình có thể cộng đồ lên. Hết đá rồi. Đó, có thể lắp ngọc. Đó. Nói chung là đây là game nhập vai mà. Đầy đủ các tính năng luôn. Đó, mình đi khảm ngọc. Thậm chí là quay thưởng. Và chúng ta sẽ sau này nó cứ nhảy ra đây nhỉ. Ngọc này thì có thể nâng cấp được này. Mình chưa biết lắp kiểu gì. Khảm ngọc này. Đó, các bạn phải khảm ngọc cho đôi nhân vật của mình này. Đấy, khảm hết ngọc vào. Đấy, khảm ngọc vào. Tăng rất nhiều lực chiến luôn. Xem có gì không? Đây là tăng bậc này. Tăng bậc cho vũ khí, trang bị. Đó, rất là nhiều. Nói chung là rất là nhiều tính năng.
đi là nhiệm vụ ngày, bay tiếp. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến tính năng gọi là vinh dự. Nhiều tính năng lắm. Tăng cấp lên này. Đấy. Tăng bậc thì nó sẽ tăng chỉ số lực chiến rất là nhiều. Rồi chúng ta sẽ đến với tính năng là thần hành. Ồ, khá là hay nha. Đấy, nó sẽ tăng lên, nó sẽ biến đổi. Cái lúc mà chạy nó sẽ có những cái nó bay xung quanh mình ấy. Đấy, viên ngọc này. Đấy, các bạn thấy không? Sau này các bạn có thể đây. Các loại thần hành đi cùng mình này. Đó, nhìn rất là ngầu, rất là đẹp luôn ấy. Rồi chúng ta sẽ đến với tính năng cánh. Đấy, mấy game kiểu dạng huyền huyễn này không bao giờ là thiếu các những cái kiểu cánh cụm gì cả. Phần tinh luyện này nâng cấp lên này. Nhiều tính năng quá. Các kỹ năng không đủ. Rồi chúng ta đến tính năng pet luôn. Đấy, có cả pet này còn bắt giới luôn này. Sau có tiên nhân cóc này, giống kiểu Gamakichi trong Naruto ấy nhỉ. Đấy, tiến bậc hình xong mình có con cóc này rồi. Sau này mình có thể nâng lên tiểu quá chiến hùng. Con này giống con Brewmaster trong Dota đấy. Học này. Học kỹ năng cho pet này. Đấy, mình có thể tự tăng bậc cho pet này. Đó, các bạn thấy không? Đấy, tăng bậc thành công thì nó sẽ biến đổi con pet của bạn lên. Phải dùng con Brewmaster Dota dã man luôn. Đấy, bây giờ nâng lên con Tidy, thái thản cự nham luôn. Nhưng mà game rất nhiều tính năng. Đấy, mình sẽ test thử từng tính năng cho anh em xem luôn. Thì đâu phải tuy nhiên có cơ hội mà có một cái nick level cao đâu. Đại loại thì các bạn cũng phải nâng cấp pet nha. Nói chung tính năng nào cũng sẽ tăng lực chiến cho nhân vật rất là nhiều. Tỏa kỵ tức là thủ cưỡi này. Hôm nay không nhắc nữa. Ok, mình sẽ tự tăng luôn. Đó, các bạn thấy không? Mình sẽ tự tăng vào. Đó, thủ cưỡi sẽ biến đổi lên. Đó, uầy. Ngầu dã man luôn anh em ạ. Lại tiến bậc rồi. Đến ngay này. Ui. Thú cỡ game này rất là ngầu nha. Ok, bây giờ mình sẽ đến tính năng pháp bảo này. Cũng như vậy à. Tức là rất nhiều tính năng và toàn là những cái tính năng giúp chúng ta tăng lực chiến. Nhưng mà chúng ta sẽ phải nâng bậc rất nhiều. Nói chung là cũng khá là tốn kém đấy. Ok, mình sẽ bỏ qua đi. Bây giờ mình sẽ đến phi phong này. À, áo choàng. Các bạn ở đây áo choàng này cũng có thể nâng cấp được. Anh em nhìn thấy là game này nó rất nhiều loại nâng cấp luôn đấy. Và mỗi lần nâng cấp thì nhân vật mình sẽ biến đảo nó đẹp hơn. Công nhận nó sẽ đẹp hơn đấy. Nhưng mà để nâng cấp thì cũng khá là tốn đấy. Đói, ui, anh em nhìn quả áo choàng mình đẹp không? Đấy, bây giờ nâng lên áo trong vàng luôn. Ui, đẹp dã man luôn. À, không, mà không đủ rồi. Rồi mình sẽ đến một cái tính năng gọi là khí linh. Cũng là nâng cấp, tiến bậc. Ok. Nhị lang Trần Quân. Ngầu đấy. Tam Thanh Đạo Nhân này. Rồi. Hoàn thành.
Đấy, bây giờ đi bắt đầu đi làm nhiệm vụ chính này. Thấy game rất là nhiều tính năng luôn ấy. Đến hồn nguyên này cũng là kiểu tăng cấp luôn các thứ luôn. Thấy là cái game Tinh Vân Kiếm này nó rất là nhiều tính năng. Và các bạn, mình nghĩ là các bạn mà yêu game nhập vai sẽ thích con game này, vì các bạn sẽ có vô số việc để làm. Bây giờ mình mới chỉ giới thiệu tính năng thôi, tí mình sẽ đi thử hoạt động cho anh em xem. Nói chung là game mà nhiều tính năng thì sẽ có một số bạn, mình thấy nghĩ là đa phần sẽ rất nhiều bạn thích, nhưng mà một số mình sẽ số ít các bạn sẽ không thích, bởi vì nhiều tính năng thì hơi mệt. Đấy, nhưng mình thấy là con này rất là nhiều tính năng luôn á. Chúng ta sẽ có tiên thể cũng là để nâng cấp. Ồ nhưng mà đẹp, công nhận là đẹp. Mấy cái tính năng các thứ biến ảo trong game này rất đẹp, có phù này. À, lắp phù các thứ này. À, khế ước này. Ôi cái này là thằng nào ấy, nhìn cũng ảo ảo, nhìn nó cứ ảo ảo ấy. Long hồn thủ này. Long hồn công, một cái thủ. Chúng ta sẽ có phần binh khí kiểu thần binh ấy. Ấy giờ đẹp, các bạn nâng cấp binh khí lên. Ám khí này chưa mở này. Có tiên báng hộ thì mình không nói nha, báng hộ thì chắc là có cả tiên duyên này. Đó, các bạn có thể kết hôn chẳng hạn. Đấy, đây là các tính năng để các bạn phát triển nhân vật của anh em đấy. Đấy, có được boss thế giới này, anh em đi săn boss thế giới phát nào. Ok, đánh boss thế giới cho anh em săn thử này. Đấy, là đánh boss thế giới này các bạn sẽ nhặt được những món đồ vàng. Đây, đi săn boss thế giới này. À, boss thế giới thì nó rất là trâu, đúng tên gọi boss thế giới luôn. Mà đánh boss thì các bạn sẽ rớt được những cái món đồ hoàng kim. Đấy, đi săn boss nữ. Được các bạn ạ. Đấy, đi khảm ngọc. Tranh thủ đi, trong lúc đánh boss thì mình đi khảm ngọc nâng cấp được chiến nhân vật rồi. Nâng cấp ngọc. Tăng bậc lên. Đấy, tăng bậc. Ồ này trâu quá nhỉ. Đấy, bây giờ mình đi săn boss, tức là game này sẽ có hệ thống boss để các anh em đi săn boss rất thoải mái. Mộ kiếm nâng cấp. Đấy, tự tu luyện để tăng cấp lên, tăng lực chiến nó tuy ít nhưng mà nó sẽ tích dần lên đấy. Chiến hồn này. Hết bạc rồi. Thấy boss, săn boss, đó, các bạn đi săn boss và boss rất là trâu luôn. Và cái phần thưởng nó sẽ dựa trên cái bảng xếp hạng xếp sát thương của anh em ấy. Sau này là đông người chơi chắc chắn là sẽ có những cái màn kiểu là PK phần tranh boss rồi. Boss này là Dung Nham Vương. Nhưng mà trên màn hình nó hiển thị là Golem, tức là nó dịch nó hơi sai một tí. À đây là con đệ nó chứ. Wow. Chứ con boss này rất là trâu luôn, đánh mãi không chết này. À, mình có thể tăng bậc này lên. Rồi, hết tăng bậc được rồi. Pháp bảo. Cứ cấp lên nó biến thành cái pháp bảo đại bi kim luân luôn. Rồi boss nó gần chết rồi anh em ạ. Để xem được cái gì nào, nhân phẩm nào. Xin một ít nhân phẩm nào. À xin một ít nhân phẩm cho mình, xin một ít nhân phẩm nào.
Ờ, được cái gì không? Alo, alo. Sóng bot này này. Ủa, anh em nhìn quả cái bảng. Này, bảng tính năng này. Kinh khủng, dã man, tàn bạo, vô nhân đạo luôn. Cực kỳ nhiều luôn. Bây giờ sao nhỉ? Ơ, không được cái gì à? Ơ, đen nhỉ? Không được cái gì à? Đây, đây là phần boss này. Các bạn đi săn boss. Và boss nó sẽ rớt những cái phần thưởng này. Đây là boss thế giới này. Nó có boss cá nhân này. Boss VIP. Ok, boss này dành cho VIP. Nó có boss liên server nữa. Wow. Tất cả server lao vào đánh nhau các thứ ấy. Chúng ta sẽ có những cái hoạt động lên server như là thành bát hoang này, chiến dịch này, chúng ta sẽ có cướp long tinh, lãnh địa chiến lên server. Đấy, bang chiến lên server luôn. Đấy, hoạt động PK rất là hay nha. Chúng ta sẽ có phần đăng nhập nhận quà này. Kích hoạt. Đấy, giờ tốn bạc luôn. Ủa, đẹp thật đấy. Một triệu bạc. Xem phần hoạt động. Đây có phần có tính năng chuyển phái này. Tiêu diệt boss thí luyện. Hoạt động game đâu nhỉ? Đây. Chúng ta sẽ có phần thí luyện đây. Các bạn có thể đi hoạt động. Đấy, các bạn có thể đi khiêu chiến này. Đấy, đi đánh boss khiêu chiến. Rắn chín đầu luôn. Wow. Có đúc đồ này. Ô, được cái tay nó cam này. Ngon. Cần cái đá này. Mình chưa có đá. Cái đá này gọi là đá rèn. Thì các bạn sẽ có thể đi săn boss, đi phó bản câu chuyện hoặc là đi phó bản tăng bậc. Nó sẽ rớt. Lắp đồ vào. Đấy, có món đồ cam ngon rồi. Chúng ta sẽ có phần khiêu chiến này. Phó bản cốt truyện này. Rất là nhiều luôn. Phó bản tăng bậc này. Phó bản nguyên liệu này. Còn thi đấu offline, đấu xếp hạng. Bí cảnh tu luyện. Đó, như vậy là game rất nhiều hoạt động luôn. Thí luyện. Các bạn có thể khiêu chiến độ, khiêu chiến đơn. Đó, rất nhiều hoạt động. Cực kỳ nhiều hoạt động. Game này cực kỳ nhiều hoạt động luôn. Chúng ta sẽ có chiến trường liên server này. Chiến trường xanh bá. Tham gia thử kiện. Đâu, thử xem nào. Nói chung là game mình mới chơi nên là mình cảm thấy nó game rất là nhiều tính năng. Là mình hơi bị ngợp ấy. Ngợp với các tính năng ở trong con game Tinh Vân Kiếm này. Nhiều dã man luôn, tôi không ngờ là game này nó nhiều tính năng này. Cái này có lẽ phải chơi từ đầu ấy thì mới biết được. Đây, mình đang ở trong một chiến trường server này. Trong này các bạn có thể làm nhiệm vụ. Tức là các bạn có thể hàng ngày đi làm nhiệm vụ trong này, nhưng mà các bạn sẽ gặp những cái phe khác và sẽ đi... Đấy, ví dụ mình đang đi vận tiêu này. Đấy, mình sẽ vào đi bảo vệ xe tiêu này.
Đây cái đường tiêu của mình đây. Và trong nếu mà đây là mình đang chơi một mình thôi nên là không có ai, chứ nếu mà sau này mình mà chơi với người khác là mình sẽ bị gặp người khác ấy, nó sẽ kiểu két đánh nhau các thứ ấy. Thì nó sẽ khó hơn rất nhiều. Đấy, bảo vệ xe tiêu. Đấy, mình cứ để tự ấn vật để nó tự đi theo này. Sau này đánh nhau, cái map này là map chung, tất cả server các bạn, chắc tất cả server sẽ vào đây và làm nhiệm vụ, thậm chí là đánh nhau. Rất là kinh khủng. Cấp ngọc lên. Nhiều tính năng lắm. Không để thực hiện đoạn toa này trong liên server, ok. Đấy, xe tiêu mình đang đi. Nó có cái đường đi của ba các loại xe tiêu. Giữa mình ở phe nhân, nhân ma và thần. Đó. Lúc mà các bạn chơi game thì các bạn sẽ được chọn một trong ba phe đó, nhân ma thần. Vậy sau này là có những cái tính năng gọi là PK theo phe ấy. Nhưng mà game rất nhiều tính năng. Chơi này chơi cả ngày mà không hết mất. Xác nhận. Rồi, như vậy là đây tính năng nó, đây là tính năng hoạt động lên server nha. Mình chỉ giới thiệu qua cho anh em thôi, bây giờ còn bảo chơi chi tiết thì chịu, game quá nhiều tính năng luôn đấy. Đây phần đại sảnh này, đây chúng ta có đấu trường bá vương này. Tham gia. Chưa mở, cái này chưa mở, phong ma điện. Đệ nhất bang, tranh đua cứ điểm. Nói chung là game này thì mạnh về phần PK rất là nhiều, các bạn đi có thể thao mà PK luôn. Đấu trường trí tôn. Đấy, các bạn thấy là game rất là nhiều tính năng. Một trong ngày 1, ngày 2. Trong cái clip này mình không thể nói tất cả cho anh em được. Nhưng mà đại loại game rất là nhiều tính năng. Đó, khiêu chiến này. X2 hộ tống này. Bắc Minh Hải Trụ Long. Phó bản. Mấy cái phó bản này nó đánh những cái như bình thường thôi. Mình thật ra thì cũng không phải gì để nói đâu. Chủ yếu là cho anh em xem qua những cái tính năng trong game thôi. Và đặc biệt là cái tính năng săn boss này này. Rất là hay. Boss Discover này. Đây, mình sẽ thử khiêu chiến con Boss Discover này cho anh em xem nào. Cái này thì đáng lẽ là sẽ có đông người chơi thì nó sẽ vui hơn. Đây mình đang chơi một mình đang trải nghiệm trước. Đấy, boss đấy. Nhìn chung thì mình khá là ưng con này. Nó nhiều tính năng. Nó không phải là cái gì quá là mới cả của trong dòng game nhập vai cả. Nhưng mà nó rất là nhiều tính năng để mình có thể thử sức. Đây, mình sẽ đánh thử cái này nhá. Không biết nó rớt đồ gì không, để thử xem nào. Xong đó thì mình sẽ đi nâng ngọc chẳng hạn. Thời trang này, nhân vật.
À cái này lên server cũng không nhận được này. Ok. À thử săn xong cái boss này xem có được cái gì không nào. Lực chiến mình khá là mạnh rồi, 2 triệu 7 cơ, nên là mấy con boss này nó không ăn thua lắm. Và trên mỗi bên cạnh boss này sẽ ghi chủ sở hữu con boss đấy là những người mà có sát thương lớn nhất thì phải, hoặc là những người đánh sát thương đầu tiên. Mình nghĩ là lớn nhất. Ồ, không rớt gì à? À đây, nhặt được đồ này. Đấy, nó sẽ gửi vào hòm thư của anh em. Bây giờ mình sẽ check hòm thư về nhận thưởng. À, nhận hết. Thưởng nhiều quá. Đấy, trang bị này. À, thì sát bot nó sẽ gửi đồ vào hòm thư. Đấy. Ui, lại được con thủ cưỡi đẹp chưa? Ngọc hộ vệ lục tâm. Đó, như vậy thì đây, như vậy là anh em cũng hình dung được cái đồ họa và gameplay của con tinh vân kiếm này rồi. Thì đây là một cái nhập vai 2.5D, mình nghĩ là rất là nhiều tính năng. Cực kỳ nhiều tính năng chứ không phải là rất. Wow, mình cảm thấy bị hoa mắt luôn ấy. Thì cái này thì do mình là mượn tài khoản, mình không chơi từ đầu nên mình không nắm hết được cái tính năng ấy. Thế là lúc vào chơi mình cảm thấy là game rất nhiều tính năng. Nhưng mà nếu các bạn chơi từ đầu thì mình nghĩ là các bạn sẽ làm quen dễ thôi. Ui, con lợn đẹp thế. Thì nói chung là game nhập vai mà nhiều tính năng này thì anh em có thể chơi mà không biết chán rồi. Ít nhất là như vậy. Thì đấy là một ưu điểm mà con tinh vân kiếm này mình cảm thấy là cũng khá là ok. À, chổi thân này, kiểu phép thuật vã dã man luôn. Đấy, game rất là nhiều các cái loại tính năng để các bạn nâng cấp nhân vật luôn. Nói chung là khá là ok. Thì trên đây là clip trải nghiệm độc quyền game Tinh Vân Kiếm Mobile của cậu Vàng trên kênh Top Game Online. Game này nó sẽ ra mắt anh em game thủ Việt Nam trong thời gian tới sớm thôi, trong tháng 9 này. Thì bạn nào mà hóng game này có thể ấn vào đường link ở dưới để theo dõi thêm nhá. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video này của cậu Vàng. Anh em nào mà thấy hay có thể like, share, chia sẻ giúp mình. Ngoài ra đừng quên ấn vào nút subscribe để ủng hộ cho kênh Top Game Online. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Bye bye.